Nghi ngút đầu gần tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Thiên Trương đó, mẹ con đó. Con vừa thấy mẹ ở bờ sông, nơi mẹ tự dẫn. Tháng năm dần trôi, dành
sức sống của mẹ tôi để mình tôi thương khóc cho người. Khi ra đi mẹ mang nỗi đau trong lòng, mẹ còn đầy những hoài mơ. Nhưng niềm vui sum họp chưa được bao lâu thì tai họa đã ập tới. Đứa con trai mà chàng Trương đã hết mực trông đợi thương yêu trong suốt thời gian qua đã khăng khăng không chịu nhận chàng là cha. Nó nói cha nó là một người khác, tối nào cũng về với mẹ và không hề nói năng gì cả. Hễ mẹ nó đi là cha nó cùng đi, mẹ nó ngồi là cha nó cùng ngồi. Từ đó nỗi nghi ngờ vợ đã không chung thủy trong thời gian mình đang ở chốn xa trường cứ ám ảnh tâm trí chàng Trương. Những hình ảnh chàng đã trải qua trong chiến tranh chợt hiện lại: binh đao, khói lửa, sống và chết đang xen nhau. Đã làm lòng người chinh phụ hết kiên nhẫn đồ chàng. Cô Tí ơi! À, mẹ về! Con ngoan. Không được đụng đến đó. Cô còn về đây làm gì nữa? Thank you.
lại tôi thật tươi sáng. Tháng năm dần trôi, dành sức sống của mẹ tôi để mình tôi thương khóc cho người. Ra đi mẹ mang nỗi đau trong lòng, mẹ còn đầy những hoài mơ. Làm sao ta có thể thấy được em? Làm sao ta có thể gọi được em? Cứ gọi tôi, cha hãy thắp đèn lên thì sẽ thấy em. Cứ gọi tôi, cha hãy thắp đèn lên thì sẽ thấy em. Tập quên những tháng ngày không em, tập quên những suy nghĩ khiến anh buồn thêm. Màn đêm xuống giá lạnh, trái tim anh đau nhói, anh vẫn không thể quên được em. Người có nhớ ngày mình bên